Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, tại thành phố Fresno, miền Trung của tiểu bang California, mùa Vu Lan báo hiếu được chùa Tam Bảo và chùa Thiện Ân tổ chức lễ Vu Lan vào ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 9. Rất đông chư tăng ni Phật tử từ các nơi đến tham dự. Lễ Vu Lan là dịp đặc biệt để tưởng nhớ báo hiếu công ơn cha mẹ, nên hàng năm cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, hầu hết người Việt Nam là Phật tử hay không Phật tử, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều đến chùa tham dự lễ bông hồng cài áo để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của các đấng song thân, dù còn hiện tiền hay không còn trên cõi đời này. Khi đến ngày Vu Lan, cài một bông hồng trên áo là chữ hiếu mà con cái gửi đến bậc sinh thành. Cài một bông hoa màu hồng trên áo ấy là biểu tượng của việc còn mẹ cha. Ai đã mất mẹ thì cài hoa màu trắng. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 17, Vũ Nhân đã có mặt tại Pháp Viên Tịnh Xá. Đoàn Du Tăng Thế Giới đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan với sự tham dự của các chư tôn giáo phẩm, quan khách Phật tử tại thành phố Fresno và từ các nơi về tham dự. Chư tôn đức tăng ni đoàn Du Tăng Thế Giới hệ phái khất sĩ tại Hoa Kỳ chọn Pháp Viên Tịnh Xá thuộc thành phố Fresno, tiểu bang California để thực hiện truyền thống từ tứ cao quý trên, đồng thời kỷ niệm đề lục chư niên đại hội đoàn Du Tăng Thế Giới mừng khánh tuế chư tôn đức tăng ni được thêm một hạ lạc, đồng thời kỷ niệm lần thứ 46 năm ngày viên tịch Đức Thầy Giác An, Phó Tăng Ống Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, duyên tùng duyên hàng bạch y cư sĩ noi theo gương hạnh tôn giả đại yếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Để tu hành và đồng thờ đem cái đức tu mình cảm hóa chúng sanh, do vậy mà chư tăng thừa từ Phật lực chứng minh công đức hồi hướng cầu nguyện cho đồng thành sám sanh lễ Phật y bát và tứ Phật. Dù có hết ngàn lời văn chương thơ ca trên thế gian này cũng không sao diễn tả hết được công ơn sinh thành của cha và mẹ. Chính vì vậy, nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng đã thốt lên rằng: ngôn ngữ tròn gian là cuối rốc, đừng sao đầy hai tiếng mẹ cha. Văn tự là chiếc xe mòn cọc cọc, đường về quê mẹ, quê cha, nhìn chung xa xôi. Sâu sắc hơn, và chúng ta sẽ làm một việc ý nghĩa hơn trong mùa Vu Lan báo hiếu. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chúng tôi cảm ơn tất cả chư tôn đức tăng ni, cảm ơn tất cả đồng bào Phật tử các thành phố lân cận, nhất là San Jose, Sacramento và Nam Cali. Chúng tôi cầu chúc cho quý vị thân tâm hướng tới mạng vị bình an trên con đường tu học, cũng như là trong cuộc sống được gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn quý vị. Xin cô có thể cho biết cái cảm tưởng của cô ngày hôm nay khi cô đi tham dự lễ Vu Lan. Cái ngày mà báo hiếu gọi là thờ cha kính mẹ, dù ta ở bất cứ ở đâu thì cái điều mà mình luôn luôn nhớ về cha mẹ mình đó là cái chữ hiếu. Một cái ngày báo hiếu cha mẹ, cha cũng thấy vui. Đây là nhà bếp của Tịnh Xá Pháp Viên. Thì sư cô cũng thay mặt cho là cái ban ẩm thực của nhà bếp nói lên những lời là coi như là Phật tử của Fresno này và Phật tử các nơi đã góp phần công đức để lo phục vụ trong ngày lễ Vu Lan cho được thành tựu. Xin cảm ơn đài truyền hình. Vũ Nhân chương trình cho đài truyền hình SBTN từ Pháp Viên Tịnh Xá, thành phố Fresno, miền Trung của tiểu bang California.